Rồi, dây thái gì rồi các bạn ơi. Xin chào anh em, chào các bạn nha. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình bán dây thái với dây nhật nha bạn, với nhái hơ thái nha bạn, mới vừa về luôn bạn ơi. Nói chung là hàng về tới luôn, vài bữa ngày mơ sẽ về tiếp nữa, ngày mốt sẽ về tiếp nữa. Tại dịch không gài ủng ứ bạn, không có về được. Thành thử ra là về được cái nào thì được sẽ quay clip cho các bạn cái đó. Chứ hôm ngày máy đồ đồ mà được bán là muốn hết hết trơn các bạn ơi, còn leo ngang có mấy cái à. Bởi vì trong về đang bán chứ không có gì để bán cho bạn hết trơn, cũng kỳ lắm mày. Rồi giờ được không để các bạn chờ lâu nữa nha bạn. Giờ mình sẽ lên những cái dây thì gọi là trong phân khúc mà giá tầm trung mà xài rất là tốt nha bạn. Rất là tốt, rất là mình rất là tâm đắc luôn mà. Thì được còn một số dây các bạn, số dây mới về thì rồi sẽ quay cho các bạn. Giờ mình sẽ sale một số loại dây được còn có mấy cuộn các bạn ơi. Thì anh em nhanh tay lên bạn. Thì được còn có mấy cuộn thì được bán cho bạn luôn. Chứ giờ cái nào hết thì cho nó hết luôn, còn cái nào còn thì cho nó còn thì mình tính nữa các bạn. Đó. Rồi giờ xin chào anh em nha. Giờ được cũng đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái mẫu nhái hơ thái nha bạn, hàng chính hãng Ricoh nha bạn. Đó. Đây. Được về mấy cái mẫu nhái hơ thái nha bạn. Đó. Đây nha cả nhà, đây là những mẫu nhái hơ Thái Lan hàng chính hãng của công ty Ricoh nha anh em. Để được mở đét lên luôn. Đó, đây là hàng chính hãng của Ricoh nha các bạn. Đó anh em bạn xem nha. Đó, Thái Lan. Đó, hàng này hàng của Ricoh. Đó, bên dưới là có để chữ Ricoh Thái Lan nha các bạn. Đó, mà thấy chưa. Đó, mấy cái con này thì anh em câu mà cá lóc dừa, cá lóc bự đều quất được nha bạn, nó không bự gì mấy nha bạn. Thì con này cỡ 6g với 5g rưỡi à. Đó. Thì anh em xem thì coi nó sẽ như thế nào thì về lựa chọn cho mình nha. Nhìn nè bạn, nó nhìn cặp mắt của nó nè, con này thì nó có hót vô chính giữa, con này thì nó hơi bằng hơn. Đó, tùy theo con nhái với con ếch nha bạn. Anh em coi màu nào thì báo cho được nha. Rồi có anh em màu đen nè, màu đen nè, màu vàng nè, màu trắng nè, màu xanh nè. Nó sỉ lẻ thì cứ inbox cho mình nha. Thì con này hàng Thái Lan, Ricoh Thái Lan. Nó giá thì được bán 120k một con nha các bạn. Nó 120k nha. Hàng Ricoh Thái nha các bạn. Đó. 120 một con. Anh em coi như thế nào thì cứ inbox cho mình nha. Đó, 120.000 một con nha các bạn. Hàng Thái Lan nha. Nó được về cũng nhiều á, về mấy chục con lắm. Anh em sỉ lẻ gì cứ inbox cho mình nha. Hàng Thái Lan nha các bạn. Đó, Ricoh Thái Lan. Nhái hơ hàng chính hãng, không phải là hàng trà, hàng nhái, hàng gì đâu nha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ vô tiếp cho các bạn chủ đề dây nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi từ thấp đến cao trong những phân khúc dây này. Rồi mình sẽ những cái nào thanh lý thì được sẽ bán lại cho bạn nha. Thì ở đây được có dòng tao nam anh các bạn. Đó, dòng này thì nó có hai màu. Đó, dòng này thì rất là nhiều và anh em chơi, thậm chí là đi đánh hồ dịch vụ người ta vẫn chơi dòng này luôn bạn. Đó, anh em mà đi đánh hồ dịch vụ đánh đồ là người chơi dòng này cũng ok lắm nha các bạn. Nó để được chơi suốt đèn led lên luôn rồi. Đó. Được có đây là xây 0.50 với 0.55 nha cả nhà. Đó. Bữa hổm được còn số cuộn 0.30 nữa. Đó, 0.30, 0.50 và 0.55. Thì giá của cái cuộn nó độ dài giờ của cái cuộn thì nó tùy theo là với số mét dây nha cả nhà. Ví dụ như con này nó 0.50 nó được 255 m, con này thì 0.55 thì nó sẽ được 210 m, nó sẽ ngắn hơn với cái so với cái chỉ số bự nhỏ của dây nha các bạn. Rồi thì cuộn này được bán với giá là 150.000 một cuộn nha cả nhà. Nó dây tơ năm anh. Đó, hàng Thái Lan, chính hãng Thái Lan nha các bạn. Đó, tao nam anh nha. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ qua cái mẫu này. Đó, xài rất là xịn sò, rất là tốt nha các bạn. Tải cá cũng rất là khủng luôn. Hàng Thái Lan, chính hãng. Đó, dây rất là mịn các bạn. Rồi, dòng những cái dòng này thì đổ lên thì chống sắn rất là tốt nha cả nhà. Nó vừa túi tiền để anh em xài. Đó, thì 150.000 thì được sẽ qua một cái mẫu dây này. Và được sẽ lên một cái mẫu dây tiếp theo nữa là mẫu Coran. Đó. Coran này được có xe 0.50
nó thích hợp để anh em xài. Dây Ryoko thì anh em xài thì khỏi lo nha các bạn, nó hàng chính hãng của Ryoko size 0.50, anh em tải được 40 lb là tương đương khoảng 18 kg nha các bạn. Đó, cuộn này 255 m, giá con này là 160.000 nha các bạn. Đó, 160.000 đó, bán nhận dặn giá từ từ nhích lên cho các bạn nha, 160.000 dây Ryoko Coral. Nó bình thường thì bán 170 nhưng mà nay thì bán 160 nha các bạn, nó dây Ryoko Coral nha các bạn. Đó rồi, mình sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo nó đây là mẫu Baren Max đó, Baren Max Ryoko hàng chính hãng. Con này thì số mét dây nó gần 500 m luôn cả nhà. Con này 0.50 nó được 467 m nha cả nhà. Nó anh em nhìn thấy không, nó đồ xịn, là nó phải khi anh em gọi là đánh đèn nó phải lấp lánh như thế này nè. Đó đó, thì con này là cũng của Ryoko Thái Lan luôn, cùng hãng Ryoko luôn. Thì dòng này thì dòng dài thì đây là dây cước nha cả nhà. Đó, đối với xây mà 0.50, con này nó tải cao hơn con này mà. Con này tải 18 kg, con này nó tải 20,5 kg. Đó anh em, 20,5 kg nha. Thì con Ryoko Baren Max này thì anh em có màu đó là màu xanh rêu. Đó, màu xanh rêu. Đó, thì cái cuộn này á các bạn, thì cái cuộn này độ dài nó là 467, tải 20,5 kg. Thì giá cuộn này được bán với giá 190.000 một cuộn nha các bạn. Đó, anh em có thể vô được 3 máy á. Đó, anh em xài máy nhỏ thì vô được 4 máy luôn. Đó. Đó. Thì con này 190.000, anh em mua hàng thì cứ order cho mình nha, Baren Max nha, 190.000 một cuộn. Rồi tiếp theo nó được sẽ tới cái mẫu Rimmy mới gì bạn ơi. Hõm dài xây này hết bạn, xây 0.47 được hết, với 0.55 được hết, thì hôm nay được mới gì bạn. Nó có xây 0.47 màu vàng chanh rất là đẹp nha cả nhà ơi. Nó anh em thấy chưa, rất là đẹp nha. Màu vàng chanh xây 0.47 với 55 là 0.60 được có đầy đủ nha cả nhà. Thì cả nhà mua loại nào thì order cho mình. Giá cuộn này là 200.000 tùy theo cái số mét dây. Ví dụ mà 0.47 này thì nó được 270 m, và 0.55 thì nó được 200 m nha cả nhà. Đó, anh em mua hàng tùy theo cái trọng lượng mà chúng ta sẽ có được một cái số mét dây như ý nha các bạn. Đó, tùy theo cái độ lớn của dây, như dây càng lớn thì cái mét nó sẽ ngắn lại. 200.000 một cuộn nha cả nhà. Hàng Ryoko dòng này rất là mịn, rất là mềm nha các bạn. Đó, rất là chống sắn, rất là tốt. Đó, dòng cước nha cả nhà. Rồi thì mình sẽ bỏ qua những cái dòng Ryoko này, mình sẽ đến một cái dòng dây mình đang thanh lý thì được còn hai cái cuộn dây nè, mà hai cuộn dây Daiwa 600 m nè các bạn, hàng chính hãng của công ty Daiwa, nhập khẩu bởi công ty Daiwa Việt Nam nha cả nhà, có mã hoạch mã đồ đầy đủ cho mình nha. Thì cuộn này được còn đây 0.405 là 6.0 nha cả nhà, được còn hai cuộn. Anh em mua hàng thì được bán 290.000 một cuộn nha cả nhà, giá gốc thì được bán 350. Hôm nay anh em mua hàng thì được bán 290.000 một cuộn nha. Nó 290.000 một cuộn dây Daiwa. Đó, màu của nó đây các bạn. Đó, màu của nó lại là màu xanh rêu mà nó hơi vàng vàng á. Đó. Rồi cho các bạn nha, 600 m nha, cuộn này là cuộn 600 m nha cả nhà. Đó. Rồi, được sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa nha cả nhà. Đó, được còn một cuộn Winner duy nhất nè cả nhà. Winner 4.0.45. Nó xe này là tải 18 kg. Nó dây này chống sắn rất là tốt nha cả nhà. Nó dòng Winner, cuộn này cũng màu hồng nha các bạn. Nó cuộn màu hồng. Đó, anh em nào yêu màu hồng và ghét sự do gió thì chơi con này được. Cúc Nhật Okamoto 230.000 một cuộn. Đó, 230.000 một cuộn nha các bạn. Xe này nó được 340 m. Anh em có thể là câu thoải mái luôn. Đó, tải cũng rất là khủng, 18,5 kg. Nó tải tỉnh. Rồi, được sẽ qua cái mẫu tiếp theo nữa nha các bạn. Rồi, mình sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa. Đó là mẫu Nobimax nha các bạn. Nobimax được còn là hai cuộn. Đó, xây 0.57. Nó cũng tải rất là khinh khủng mà, tải 55 kg. Quá khủng khiếp. Đó, xây 0.57 tải 55 kg Nobimax. Nó màu xanh rêu luôn nha các bạn. Màu xanh rêu luôn. Rồi, con này được đang bán với giá là 180.000 một cuộn nha cả nhà ơi.
180.000 một cuộn như Nobi nha, cước Nhật nha, quá khủng khiếp. Rồi mình sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa nha các bạn, đó là mẫu cước dài nữa, đó là mẫu Shimano tàn hình, nó 500m. Cuộn này được có xây 0.55 và 0.60 nha cả nhà. Đó, cước Shimano tàn hình, đó rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đó thì dòng này cước Nhật nha các bạn. Xong khúc giá rẻ thì cước này được bán 150.000 một cuộn nha các bạn. Đó, anh em mua hàng thì cứ order cho mình nha. 150.000 một cuộn cước Nhật như thế này nha. Đó. 500m. Đó, Shimano nha các bạn. Made in Sapa. Rồi, mình sẽ qua một loại dòng tiếp theo nữa các bạn. Nó dòng cước Thái Asino Sọt 500m. Được có xe 0.52 và 0.57 nha các bạn. Đó, anh em mua hàng thì có order cho mình nha. Màu này có là màu vàng chanh rất là đẹp nha các bạn ơi. Màu vàng chanh nha. Thì con này được bán với giá là 230.000. Đó, anh em mua hàng ngay hôm nay thì được giảm giá 10.000 tiếp, là còn 220.000 một cuộn nha các bạn. Đó, Asino Sọt. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là đỉnh nha. Đó. Được có 0.52 và 0.57, 230.000. Được giảm còn 220.000, xe xây 0.52 và 57, cuộn 500m. Đó. Thì số điện thoại được có ghi trên tiêu đề. Đó, anh em mua hàng thì cứ liên hệ mình. Và mình sẽ qua một mẫu giá rẻ tiếp theo nữa bạn, mẫu Chilen. Đó. Chilen này cũng 500m. Đó, dòng phân khúc giá rẻ của Chilen nha các bạn, hàng hãng của Chilen nha. Đó, phân khúc giá rẻ thì hôm nay được sale với giá 110.000 một cuộn cho xe 500m nha các bạn, độ dài 500m. Anh em mua hàng thì cứ order cho mình nha. Rồi mình sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa các bạn. Đó là hai mẫu qua đi bắt nha các bạn. Đó, được còn cũng còn số lượng các bạn. Cho nên là anh em cần gì thì có order cho mình nha. Hai mẫu qua đi bắt. Đó. Thì mẫu này bình thường được bán 220 nhưng mà hôm được sale thì hết bán cũng hết số bạn, giờ còn số nó thì vẫn sale tiếp cho bạn nha. Đó, được có xây 7.0, 8.0 và 6.0 màu vàng, cho là màu vàng sữa và màu xanh các bạn, nó màu vàng sữa với màu xanh. Thì thằng này cũng 150.000 bạn, 220 được bán còn 150.000, hàng cước Nhật Made in Japan nha bạn, đồng 150.000 một cuộn. Đó, cước carbon rất là tốt nha bạn, nó chống mài mòn rất là tốt luôn. Và dòng thứ hai nè bạn, cũng Super Joy của Arivac nha bạn. Nó được có đây là 7.0 và 8.0 và 6.0. Đó, anh em mua hàng loại nào thì có order cho mình nha. Đó. 4.0, 5.0 gì đó được thì cũng có luôn. Thì chuẩn bị về hàng tiếp tục thì còn số thôi. Đó. Thì ôm được cái lô hàng thanh lý này thì quay lại về bán cho bạn nha. Đó, thì dịch bệnh thì người ta cũng thanh lý đó các bạn, thì được lấy về được bán cho bạn. Hàng chuẩn Puro Carbon các bạn, hàng chính hãng, không phải hàng nhái hàng gì hết nha. Đó, dây này bình thường 220, nó được bán giá thị trường hôm nay cũng sale còn 150.000, thích hợp đến em đi câu máy, đi câu sông, câu gần tay, câu lục, câu đồ là ok hết luôn, chống mài mòn rất là tốt nha các bạn. Nó cước rất là mềm, anh em mua về mà cước carbon là nó phải, nó rất là mềm bạn, mềm mịn nè, anh em sợ vô nó mềm dữ lắm luôn các bạn. Nó chồng cước rất là mềm nha các bạn, nó cước carbon rất là mềm luôn. Đó, sờ vô rất là đã nha bạn. Đó, rất là mềm. Nó chứ ngoài kia nó cứ ngắt đâu, cước này rất là mềm nha các bạn. Đó, chống sắn rất là tốt. Đó, anh em mua hàng thì order mình 150.000 một cuộn. Thì tất cả những cái dây ở đây các bạn, đó thì là anh em mua hàng thì được có ship toàn quốc nha các bạn. Thì 25k. Đó, ship toàn quốc 25k nha các bạn. Đó, các bạn nhớ giùm cho mình nha. Dây được ship toàn quốc là 25k, còn máy thì ship toàn quốc là 30k hoặc 35k thì theo là mình nặng nhẹ nữa các bạn. Đó, gọt còn dây thì được xác định là trọng lượng không có nhiều, cho nên là 25k với nhái hơn với đầu đó. Đó, tự thì có mua hàng anh em mà kỹ lẻ thì cứ inbox cho mình nha, inbox cho mình nha các bạn ơi. Đó, đó đầy đủ cho các bạn nha. Hôm nay về số mà mơ về nhiều lắm bạn ơi, ngày mơ về nhiều lắm. Rồi được, xin chào anh em nha, anh em mua hàng gì thì cứ order cho mình nha. Rồi xin chào các bạn, cứ mua hàng gì inbox cho mình qua số điện thoại là 0963 890 470 nha anh em. Rồi xin chào anh em nha.